không? Tôi nói nè, theo công văn 8394 ngày 22 tháng 8 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Long An, đó, triển khai mới qua, bữa nay bắt đầu như công giờ này thi loại được thi hành, coi việc là những cái đối tượng được qua chốt, đó gồm là phòng chống dịch, phòng chống covid, các cấp, thành viên sở chỉ huy phòng chống covid các cấp, lực lượng trực tiếp là nhiệm vụ chống dịch, nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, nông dân thu hoạch nông sản. Không có cấp cứu chỗ hả? Vậy bệnh cấp cứu hả? Cấp cứu để nói tiếp. Trong đó thì các xã sẽ bố trí lực lượng lo hậu cần của bà con dân. Có nghĩa là ai cần nhu yếu phẩm sẽ điện về cái tổ đó. Tổ có trách nhiệm ghi lại. Ví dụ bây giờ như... Bây giờ là xã cho đi cấp cứu mà anh nói là sao á? Nói gì giờ ta cấp cứu người ta xin qua mà anh nói cái gì mai mốt người ta có tội là anh phải giải quyết sao? Đó, bây giờ xã sẽ bố trí một cái tổ hậu cần, cái tổ có nghĩa là chuyên gia phục vụ bà con nhu cầu thiết yếu, thuốc men, ăn uống tất cả cái. Còn về cấp cứu thì cái tổ nghĩa là sẽ bố trí cái tổ để lo cho người dân đi cấp cứu. Vậy thôi anh, giờ anh thấy người nè, bây giờ tôi nói anh là bên chính quyền không, giờ anh thấy đang có người cấp cứu nhờ cái tổ anh đưa người ta đi đi. Thì vậy thì bây giờ đã thấy cấp cứu thì anh phải đưa đi thôi. Từ nào giờ ông trời ơi, đụng anh ta không bệnh mà ta đi chứ ông nội. Bây giờ nè anh về cái tổ trên xã Bình Tây có cái tổ cấp cứu, anh về chở đi, ta có xe ta chở. Ủa má, mấy ông này đi làm việc mà người ta cấp cứu mà giờ phải đi báo cáo từ người từ người từ người. Rồi nói chung vậy đó, anh về anh liên hệ với anh chẳng tay anh giải quyết cho anh, còn đây không giải quyết cho anh. Vậy anh tên gì cho em biết cái tên luôn đi. Thì anh nói anh đọc căn bản anh cho em biết cái tên. Vậy anh về xã đang đi người ta biến về. Ủa mất thì người ta cấp cứu mà kêu người ta biến về, anh nói chuyện nha. Cái gì? Anh về, anh lại đi tôi. Anh tôi á, tôi ra được không? Anh bắt tôi đi. quay chứ sợ con khỉ gì mà quay, đủ người ta cấp cứu mà mấy ông nói chuyện như vậy mấy ông nói. Cũng không phải phải người ta không có bệnh đó, người ta đi mấy ông bắt ông phạt luôn không có nói. Ủa mà dễ nãy người ta chết rồi sao? Người ta chết không lo được không?